Anh Điệp MMK đến từ Quảng Ninh. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cái chủ đề Vim. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó là sử dụng IntelliJ, và chúng ta sẽ cài một cái tool, đó là tool tool Vim. Mình cũng không rõ là cái tool này đặt tên đọc tên như là. Các bạn đợi mình chút. Để cài đặt, các bạn vào file setting và các bạn search với từ khóa đó là từ khóa Vim. Thì đây là một trong những cái tool mà gọi là Idea Vim. Đây chính là một Vim Emulation Plugin, tức là đây là một cái plugin chạy trên IntelliJ và nó giúp cho chúng ta giả lập được Vim, đó, hay còn gọi là Vim giả cầy. Và sau đó thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có biểu tượng như này, nó đang màu xanh. Nó đang màu xanh chứng tỏ là nó hoạt động, nó đang màu xám thì chứng tỏ nó không hoạt động. Đó, và các bạn có thể là có một cái rất hay, đó là open cái IDE Vim AC. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta một file IDE Vim AC sẵn sẵn có đó, và sau khi các bạn sửa cái file IDE Vim AC này thì các bạn kích vào đây biểu tượng này hoặc là bấm Ctrl Shift O. Ví dụ bây giờ mình sẽ đổi cái đoạn này thành F, mình sẽ đổi thành KKK, thì các bạn thấy là ở đây nó ngay lập tức nó chuyển thành cái biểu tượng reload và nó giúp chúng ta là Ctrl Shift O. Nếu bấm tổ hợp phím Ctrl Shift O nó sẽ load cái, nó sẽ load cái config mới mà các bạn không phải tắt đi và bật lại đó. Đây là cái tool, một công cụ rất là hay. Thế bây giờ mình sẽ đi vào mình sử dụng nó thì cũng giống như bình thường thôi. Lên đầu file gz, xuống cuối file ship g, đó, đi lên thì là k, xuống dưới thì là j, g ship trừ để xuống cuối dòng, o lên đầu, ship m thì ra giữa dòng, kiểu như vậy. Ship m thì ra giữa màn hình, ship h thì nó sẽ có những cái ship m ship h, nhưng các bạn chú ý là mình đã map lại, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn mapping trong đây. Cái Vim giả lập này nó sẽ đi theo, nó ngoài các cái tính năng của Vim thần ra thì nó bao gồm khá nhiều các plugin đi theo nó. Thì các bạn có thể lên GitHub của cái tool này các bạn xem. Ở đây mình map khá nhiều các cái hay, ví dụ như mình sẽ chỉ cho các bạn luôn này. Mình map một cái cực kỳ hay, đó là cái disable bàn phím. Khi mà các bạn ấn phím up, phím down, phím left, phím right thì nó không làm gì cả. No op, nó sẽ không làm gì cả, để khiến cho mình không sử dụng các phím arrow trên bàn phím. Khi các bạn sử dụng Vim thì các bạn chú ý rằng là các bạn không nên sử dụng các cái phím arrow trên bàn phím, mà thay vì đó ta nên sử dụng JK, H hoặc là L. Chúng ta không sử dụng nhiều cũng được, nhưng mà J hoặc K thì tôi chắc chắn hai phím này là hai phím mà tôi khẳng định luôn với các bạn là nó sẽ sử dụng rất là nhiều. Tiếp theo thì mình map lại cái phím Tab. Bình thường thì khi sử dụng Vim mình không sử dụng phím Tab để mình căn cốt ra. Ví dụ khi mà chúng ta có đoạn cốt này, đây, tưởng tượng các bạn có một đoạn code như này thì các bạn muốn căn ra ngoài, các bạn bấm phím tab, nhưng ở đây mình không dùng phím tab mà là sau khi bôi xong mình giữ đè shift và mình đè cái phím bên cạnh cái dấu xuống á, đây đó. Và trường hợp ngược lại thì đơn giản mình ấn ngược lại cái phím đó là phím bên cạnh cái phím chữ m, các bạn chữ n chữ m trên cái phím cách một chút đó, thì mình map lại. Thế tại sao các bạn thấy mình phải map cái gv này? Đây mình sẽ trình diễn cho các bạn luôn. Gcc. Rồi mình comment lại nhé các bạn nhé. Sau đó mình bấm một biểu tượng này thì nó reload lại. Thế bây giờ mình bôi nó nhé, mình bôi nó và sau đó mình bấm shift cộng với cái phím lớn hơn á, điều gì sẽ xảy ra? Không điều gì sẽ xảy ra cả, các bạn thấy là nó vẫn như vừa rồi, rất rất là kỳ lạ nhé. Đây là, có lẽ là mình lên demo cái này trên Vim thuần thì hay hơn. Ví dụ nhá, ở đây ta có một function là abc say hello đi. Đó. Function này sẽ là đơn giản thôi, console log hello world. Thế bây giờ mình bôi cái này, xong mình ấn phím mũi tên lớn hơn thì các bạn thấy vấn đề gì sẽ xảy ra? Vấn đề đó là cái selection của nó, cái selection như này này, nó bị mất. Để mua lại nhá. Đó, cái selection bị mất và lần sau mình lại tiếp tục ship về và mình sẽ như này một cái nữa. Như vậy là làm sao để giữ lại được cái selection không bị mất thì các bạn sẽ bấm là đây, bôi như này nhé. Và sau đó mình ấn GV. GV nó sẽ có tác dụng là reselect, tức là nó sẽ select lại những cái đã bị mất. Select. Đấy. Và khi mình giữ lại được cái đã select rồi thì mình hoàn toàn có thể làm được mọi thứ. Mình đổ rằng là tại sao nó có cái bug vừa rồi, đó là IntelliJ nó auto nó support cái việc là bôi
và các bạn không cần quan tâm cái việc là không bôi hay không. Đó là một trong những cái mapping cực kỳ hay, mình nghĩ là các bạn nên dùng. Ngoài ra thì mình còn có một cái mapping gọi là highlight nhanh đấy nhá. Đơn giản cái mapping này nó sẽ như này các bạn này. Tạm thời thì mình sẽ vào đây mình comment lại Ctrl Shift O đấy. Sau khi Ctrl Shift O các bạn thấy là biểu tượng ở đây nó đã thay đổi, và các bạn thấy là bây giờ mình bôi nhanh tức là copy, mình ấn nhanh thì nó sẽ highlight lên một phát. Thì đấy là tác dụng của highlight nhanh. Mình không hiểu sao comment xong thì nó kể cả mình reload hay không thì nó vẫn có, nhưng thôi kệ đi. Đây thì các bạn có thể là set highlight nhanh để bật nó lên, sau đó các bạn có thể set duration cho nó. Ở đây mình để là 500, tức là nửa 500 millisecond á, tức là một nửa giây. Rồi các bạn có thể set RGB, RGBA các cái màu cho nó, tức là cái màu này đây, khi mà nhanh các bạn thấy là có màu luôn. Ngoài ra mình sẽ mapping qua một cái rất hay, đó là cái ZK. Đây mình bôi nhá, sau đó mình bấm Shift Shift Z thì các bạn thấy là cái text của mình nó cuộn cuộn lên cuộn xuống. Đây là các cái movement, tức là khi các bạn bôi một đoạn này các bạn ấn Shift Z thì nó sẽ đi luôn cả cái cục này xuống, thì Vim nó không có. Cách làm truyền thống của các bạn như này này, Shift V sau đó Z Z Z rồi ấn D di chuyển xuống chỗ cần mình muốn, ô paste đó. Nhưng mà với cái thằng này thì cực kỳ tiện, đoạn này muốn di chuyển đi đâu cực kỳ nhanh luôn đó. Tương tự là với K thì các bạn sẽ có thể là xem cái V hoặc cây này của mình để tham khảo thêm. Ngoài ra thì ở đây mình mapping thêm một cái nữa, đó là faster navigation. Cái này có thể các video trước mình cũng đã nói rồi, ví dụ như mình đè Shift Z thì các bạn thấy là nó sẽ xuống 5 dòng. Các bạn thấy là nếu ấn Z rất là chậm, nhưng mà nếu ấn Shift Z cực kỳ nhanh luôn. Đây là những cái di chuyển nó cực kỳ tiện lợi. Shift tức là khi bấm một lần phím Z thì nó sẽ xuống 5 lần. Và phím cây cũng vậy, đấy là cái cực kỳ hay mà mình muốn chia sẻ. Thì cái này hiện tại mình cũng đang chưa update một cái gọi là Always Center, tức là khi mà Z thì các bạn tưởng tượng là nó sẽ luôn luôn giữ ở màn hình, thì các bạn hoàn toàn có thể thêm những cái đấy để mapping vào. Ngoài ra thì có một cái Quick Exit này, đây này, khi các bạn đang ở trong Insert Mode mà các bạn muốn thoát ra các bạn bấm phím Escape đúng không, hoặc là bấm Ctrl C, hoặc là đang ở như này các bạn ấn Escape. Nhưng mà các bạn muốn escape nhanh thì các bạn ấn ZK. Đây các bạn thấy nhá, ấn ZK. Ấn ZK thì nó trở thành phím escape luôn ở trong Insert Mode. Thì cái từ Y này tức là Insert Mode and Normal Mode. Còn Non Recursive Map thì trong một video gần nhất mình sẽ giải thích. Tương tự thì mình có bật cái gọi là Easy Motion. Thì mình binding để trigger được Easy Motion bật lên thì các bạn phải ấn hai lần phím Leader Key. Leader Key hiện tại mình đang mapping vào cái phím gọi là phím Space, mặc định nó sẽ là phím này, phím trên phím Enter á, cái phím có dấu như này này đó. Thì bây giờ có hai lần Space J, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị các cái đầu dòng ra. Space K nó sẽ hiển thị các bên trên, mình muốn nhảy đến dòng 27 ấn FF. Space W nó sẽ hiển thị tất cả những cái label mà nó đánh dấu các cái từ đầu dòng. Ví dụ bây giờ mình muốn nhảy đến dòng 23 cột thứ 3 thì mình ấn là 7Z 7Y 7Y thì nó rất là nhanh. Hoặc là space B tức là legword ấy. W tức là sao các bạn? Đây nhá. W thì nó là leg của word, còn B là gì? B là back, nó sẽ back về cuối. Space B thì nó sẽ đánh dấu tất cả những cái phần back đó, space W đó, space B back đó, space J, space K. Mình có thể thử thêm các loại space khác, space W này, space E tức là end of next word, end of next word tức là cái từ này next word của nó là gì ạ? Next word, end of word của nó là gì ạ? Là J. End of next word là gì ạ các bạn? Chính là cái từ đó. Từ C hoặc là từ này đó, space E đó, đó. End of language của cái này là C đó, thì các bạn có thể mapping những cái đấy. À không, thực ra nó cũng cung cấp sẵn cho các bạn đấy, các bạn có thể search Vim Easy Motion thì nó có sẵn trên Google rất nhiều luôn.
Nhiều bạn người ta câu hỏi đó là IntelliJ gì có cài được trên Linux hay không? Câu trả lời là có. Hiện tại mình đang sử dụng IntelliJ trên Linux. Để cài đặt được IntelliJ trên Linux thì các bạn cài đặt với Slab. Mình đang sử dụng một package management. Mình hay sử dụng package management như kiểu Brew. Trên Linux cũng có thể sử dụng Brew luôn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng Snap. Để mà install Snap thì rất đơn giản. Snap install IntelliJ và các bạn trừ idea như này. Idea như này, các bạn có thể thêm cái dấu trừ community thì nó sẽ được free. Các bạn thêm là trừ classic. Trừ classic thì nó sẽ cho các bạn một cái version stateable, nó không bị blacklist ấy. Nó không bị kiểu nhiều bug. Những cái phần mềm kiểu mới nhất thì thường thường là nó không nằm ở trên cái channel classic. Cái classic này nó sẽ rất là stateable. Còn nhưng mà nó lại không có tính năng mới nhất. Tuy nhiên thì chúng ta nên prefer cái việc là stateable hơn. Đó. Gần như bây giờ cái Linux thì hoàn toàn có thể sử dụng thay thế Windows. Nó có cần như tất cả mọi thứ. Đây, mọi người thấy là nó sẽ có bản là Community hoặc là bản là Ultimate. Ultimate là nhiều tính năng hơn. Ngoài ngoài trừ Classic ra nó còn có bản S. Bản S này thì nó hay ở chỗ là nó có tính năng mới nhất nhưng nó bị lỗi. Đó. Các bạn muốn tìm thêm về Vim Easy Motion, bấm vào đây để xem về Vim Easy Motion. Ngoài ra thì bạn sẽ search với từ khóa như này thì nó cũng có một cái trang của bên JetBrains. Bên này chuyên sản xuất ra cái text editor, nó nằm hệ sinh thái các cái text editor mà thương hiệu của nó là JetBrains IntelliJ. Đó. Và đương nhiên là cái plugin này nó cũng có được viết code. Và cái code này được share trên GitHub. Và các bạn hoàn toàn có thể lên đây đọc code, contribute thêm tính năng, tạo thêm pull request, tạo thêm bất kỳ mọi thứ gì các bạn muốn ở đây. Các bạn có thể contribute cho nó. Thì ở đây nó cũng nói sẵn đó là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều cái. Như là tạo sẵn một file, đó là file vim.rc. Tạo sẵn một file vim.rc. Đó. Ở đây trên thanh status bar thì nó có cái icon này. Và các bạn hoàn toàn có thể, và nó cung cấp cho chúng ta những cái tính năng, tức là nó sẽ giả lập các cái Vim plugin. Tức là ở đây nó vừa mới giả lập Vim xong, nhưng mà nó giả lập thêm các Vim plugin, ví dụ như EasyMotion, Nurture, Surround, Multiple Cursor, Commentary, Exchange, Highlight danh. Cái highlight tức là khi các bạn danh trong nó highlight là bình thường không có. Highlight danh, Commentary thì dùng cũng dễ thôi. Không biết mình có bật hay không, GCC là được, nhưng mà ở đây mình đang không bật rồi. Bình thường mình bôi là mình GCC, thế là enable commentary nó auto comment, nó tự nhận diện code đó là comment. Cái mouse chữ A này thì nó có tác dụng là gì? Có tác dụng là cái con chuột nó được phép sử dụng. Nếu các bạn không bật cái đấy lên thì sẽ không sử dụng chuột được đâu. Ví dụ nha, bình thường các bạn đây chạy cái lệnh set con chuột đi bằng A. Hello world. Hi there. Đó thì các bạn kích chuột nó chuyển đi này. Kích chuột chuyển này. Bây giờ mình sẽ quit nhá. Vim. Mở lại Vim. Hello world. Hi there. Hi that. Thì các bạn click chuột thì nó không di chuyển được. Đó. Đấy là cái đặc tính của cái config này. Ok. Đấy là mình giới thiệu qua thôi. Thì cái thằng tool này nó rất hay, đó là phần setting. Các bạn bấm vào setting thì các bạn chú ý là trong quá trình mình code ấy thì là Vim với IDE nó bị một cái là nó sẽ bị tranh chấp. Đúng không? Nó bị tranh chấp. Ví dụ chúng ta sử dụng phím Ctrl C của Vim thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là như thế này các bạn ạ. Ctrl C. Ctrl C tức là thay cho Escape. Ctrl C tức là thay cho Escape và các bạn dùng để thoát. Các bạn đợi mình một chút nhé. Ok, mình đã quay trở lại rồi. Thì ngoài ra thì có một cái setting nữa là test setting relative number.
Relative number tức là các bạn đang nhìn thấy các cái relative ở đây. Ví dụ bây giờ mình đang ở dòng số 17, đây chính xác là dòng số 17 luôn. Nhưng mà nó sẽ báo là cách cách trên một dòng, cách trên hai dòng, cách trên ba dòng. Bây giờ mình muốn nhảy lên cách trên 5 dòng, 5 cây rất là nhanh. Relative number là một cái gọi là chỉ báo. Chỉ báo tức là cái con trỏ hiện tại của mình đang đứng ở đây, dòng số 19, nhưng cách bên dưới là bao nhiêu dòng? 1 2 3. Thì khi các bạn làm, các bạn có thể đánh mắt. Ví dụ bây giờ mình muốn nhảy lên dòng số 18. Thực ra đây không phải là dòng số 18 đâu, nó là dòng số 1. Đó, thế các bạn ấn 19 cây. Tức là nó sẽ trên cách dưới, các bạn nhìn thấy không? Mình cứ di chuyển, ví dụ dòng 18, ví dụ cái dòng led này nó sẽ cách 1 thì nó ghi một dòng. Cái dòng space này nó cách 2 thì nó ghi hai dòng. Đó, như vậy. Ngoài ra thì có cả Vim Snake nữa. Vim Snake, Vim Surround. Có thời gian thì mình sẽ làm một cái video để nói về các cái Vim Snake, Vim Surround này. Better Navigation có lẽ là lên giới thiệu cho mọi người về cái tool này. Bây giờ mình sẽ Split Drive nhé. Bây giờ mình sẽ, đây là C, nó sẽ đại diện cho phím mà Control. Bây giờ các bạn Control WW thì nó sẽ nhảy sang bên này, Control WW nó sẽ nhảy bên này. Thế bây giờ mình sẽ có thể là mở, ví dụ trong Vim mình có thể mở nhiều Navigation, tức là mở nhiều ô. Mình có thể mở 4 ô như kiểu ô bằng vuông bằng cờ. Ví dụ nhá, ở V Split Split tức là horizontal split, tức là từ trên xuống dưới. V split là vertical split. Đó, thì để bay thì các bạn sử dụng WWW. Đó. Split thường đi. Thế bây giờ bạn muốn nhảy thì các bạn đơn giản là các bạn giữ Ctrl J. Đó. Nhưng mà hiện tại mình đang chưa có con mapping đó nên là các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Tức là Ctrl J, mình đè phím Ctrl và mình bấm phím J thì nó sẽ nhảy xuống ô bên dưới. Đây, ví dụ mình đang đứng ở đây. Mình đang đứng ở đây, bấm Ctrl J mà phát nó sẽ nhảy xuống đây. Bấm sang đây, bấm sang đây, nó kiểu HJKL các bạn. Rồi. Ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ sang bên tay phải. Tay phải tức là Ctrl H. À sorry các bạn, tay phải là Ctrl L. Ctrl L. Ồ, có vẻ là không quốc ở đây rồi. Thôi, chúng ta tạm thời bỏ qua những cái này thôi. Thì một trong những tính năng cực kỳ hữu dụng mà mình thấy IntelliJ nó giải quyết được ở đây đó là các bạn có thể chỉ định. Cái này là undefined, tức là không thuộc thuộc về cái gì cả. Và các bạn có thể chỉ định đây thuộc Vim. Riêng ở đây mình sẽ sử dụng phím Ctrl C như là một cái phím của IDE. Thì cái phím của IDE tức là nó sẽ là copy đó các bạn. Copy. Thì các bạn thấy là nó được map vào cái sao cái vừa mình copy này. Một trong những cái hay của IntelliJ mà mình sử dụng cái công cụ này á, đó là các bạn có thể vẫn sử dụng các cái tính năng của IntelliJ và vẫn sử dụng các cái tính năng của Vim. Ví dụ như mình rất thích cái tính năng này, mình bấm shift và các bạn có thể tìm ở Docker file ignore đó, rất là hay. Hoặc là cái cơ chế refactor code, ví dụ nhé, các bạn bôi cái này, bạn bấm Shift F6. Hiện tại bàn phím mình đang không có Shift F6 nên mình không thể trình diễn được. Đó. Ví dụ nhá, mình đổi tên hàm thì nó sẽ đổi toàn bộ những cái reference. Thực ra Vim nó có thể làm được cái điều đấy và mình sẽ có một cái video để mình nói về cái vấn đề đấy. Nhưng bình thường ở trong cái IntelliJ nó làm như thế rất là hay. Đó, bây giờ mình sẽ đổi là 222, ấn Enter phát thì các bạn thấy là hai chỗ nó đang gọi nhau này này. Đây, hai chỗ nó đang gọi nhau thì nó đã được đổi tên. Thì đây là một tính năng hữu dụng, tức là khi bạn sử dụng cái Vim IDE này thì các bạn vừa có thể là tận dụng được tính năng của Vim và vừa có thể sử dụng cái tính năng của IntelliJ ship này, hoặc là IntelliJ cung cấp cho chúng ta một cái công cụ, đó là công cụ về Git nữa. Công cụ về Git này cực kỳ là mạnh luôn, hoặc là nó cung cấp cho chúng ta một cái terminal. Nhưng đương nhiên Vim nó hoàn toàn có thể làm được điều đó. Vim hoàn toàn là nó cũng có một cái embed, mình cũng hoàn toàn có thể cài một cái plugin mà nó là cái embed, đó là một cái embed terminal. Mình hoàn toàn cũng có thể, Vim hoàn toàn nó cũng có thể cài đặt plugin quản lý về Git, nó làm được rất nhiều thứ và thậm chí nó rất là nhẹ. Nhưng trong khi IntelliJ nó có một nhược điểm là nó rất là nặng. Đó, thì trong tương lai có thể mình có một video hướng dẫn các bạn config đây. Đây rồi, mình đã split rồi thì các bạn cứ nhảy bằng W thôi. Đó, Ctrl W J là nhảy xuống, Ctrl W K nhảy lên, Ctrl W else, Ctrl W đó, kiểu kiểu như vậy.
Mình không ngờ là IntelliJ này nó lại có thể split như vậy. Mình cũng không hay sử dụng cái tính năng như vậy, bởi vì là IntelliJ nó có cái bên này, bình thường Vim nó không có. Mình cũng có thể cài nớt chi, nhưng mà cái đấy thì ít khi mình làm. Và hầu hết ở màn hình code của mình nó sẽ như này này. Màn hình code như này thì các bạn sẽ tập trung vào làm việc với văn bản nhiều hơn. Đó, các bạn thấy là nhảy rất là hay. Ví dụ can trùm dây đi. Đấy. Như này cứ được các bạn nhé. Cái mapping của mình bây giờ là hoạt động nhé. Vừa nãy là không hiểu sao nó không hoạt động. Đây các bạn nhé, đang đứng ở đây, can trùm dây, can trùm L. Riêng can trùm L này lại là không hoạt động được này. Can trùm cây, can trùm dây được hết. Tức là cái mapping này nó đang hoạt động dựa trên cái này. Mình thử là can trùm WL đi. Can trùm WL thì lại được, can trùm dây, can trùm cây. Can trùm S không được. Mình đoán là nó đang bị conflict vào một cái phím nào đó. Conflict vào một cái phím nào đó và mình phải xem trong cái setting này. Đây. Beyond this class. Đúng không ta? Beyond this class. Tóm lại là cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau đi, nhưng mà với những cái mapping như này thì chúng ta thay vì chúng ta bấm 3 phím thì chúng ta chỉ bấm một phím thôi. Đấy chính là cái lợi điểm của Vim. Ngoài ra cũng có nhiều cái rất là hay, ví dụ như thay vì ví dụ khi các bạn bấm phím Ctrl S thì nó sẽ là tiến hành thoát khỏi normal mode và thực hiện cái lệnh command đó là write quit, write xong, write và sau đó là CA tức là enter và sau đó lại quay trở lại cái mode bình thường. Đây là cái mapping cho các phím Ctrl S. Thì có một dịp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tuần tự với cái mapping này hơn. Giờ mình đang chỉ muốn cho các bạn biết là cái IntelliJ với kết hợp với cái thằng Vim IDE này nó khủng như thế nào. Cái Early Program Access thì mình cũng chưa có thực hiện bao giờ. Đó. Các bạn có thể config ở đây. Về Vim plugin này các bạn có thể cài thêm. Có một vài cái mà nó tích hợp được rồi và có một vài cái mình có thể cài thêm. Bạn vẫn search với cái từ khóa là Vim. Và nó cung cấp cho chúng ta một cái gọi là Vim Multi Cursor. Thì các bạn có thể cài cái này để cài thêm hoặc là nó, các bạn đợi mình chút, mình zoom to cái ảnh này ra. Vim Multi Cursor mình đoán là rất nhiều bạn đang sử dụng cái này, tức là có cái con trỏ nó có thể đặt ở khắp mọi nơi và để các bạn có thể chỉnh sửa text. Đương nhiên là Vim nó không cần phải dùng cái Multi Cursor này. Multi Cursor tức là như nào, tức là các bạn đặt con trỏ ở đây, mình nhớ không nhầm thì đó đó đó, nhiều bạn hay làm này. Đó, đúng không? Nhiều bạn hay làm này để sửa đồng bộ, nhưng mà thực ra Vim nó mình nói thẳng luôn là nó không cần cái này đâu. Tại sao nó không cần? Bởi vì nó có nhiều các tính năng powerful hơn rất là nhiều. Có dịp mình cũng sẽ chia sẻ. Nó có những tính năng cực kỳ powerful nhưng mà phải trên Vim thuần cơ. Ví dụ nhá, đây demo cho mọi người. Quit all đi. Demo cho mọi người cái gọi là sự ảo ma Calada của Vim Hello World Hi xin chào các bạn, tôi là, mình tạo ra mấy cái dòng text này. Bây giờ cái yêu cầu của mình là như này, tạo ra dòng chữ A href bằng một cái bằng chính cái này đi, href bằng chính cái này. Và sau đó mình, tức là ở đây mình yêu cầu là phải tạo ra một cái thẻ A, và thẻ A sẽ bấm vào nó sẽ đi một đến đâu đó và cái hiển thị của thẻ A đó là cái href này. Nhưng mà bây giờ các bạn tưởng tượng là cái này nó không phải tưởng tượng nữa mà mình cho nó thành sự thật luôn đi. Các bạn thấy ở đây rất nhiều dữ liệu, thiếu chả lẽ bây giờ mình đi vào đây xong mở thẻ A đóng thẻ A thế rất là mệt. Thế bây giờ có một cách rất là hay, đơn giản, một là các bạn dùng Macro, hai là các bạn dùng bôi hết như này, các bạn ấn hai chấm thì ở đây nó sẽ hiển thị begin selection, cái range á, begin selection và end selection. Sau đó mình sẽ thực hiện cái gì, ví dụ như mình muốn trong cái chế độ này thì mình sẽ về chế độ normal, sau đó mình sẽ bấm cái phím y hoa tức là lên đầu dòng, sau đó mình sẽ bấm a href bằng bằng thăng đi, kiểu kiểu vậy, đóng hoặc enter. Đó các bạn thấy không, bây giờ tiếp tục mình sẽ đóng thẻ A thì mình sẽ gv gv reselection, nháy lại dấu hai chấm normal
mình sẽ về cuối dòng để mình insert, đặt con chó insert là mình phím A. A là append, A thường là append nhưng append ở cái chỗ con chó đang đứng, nhưng mà A hoa này nó sẽ xuống cuối dòng. Bây giờ mình sẽ đóng thẻ. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ nhanh luôn. Thậm chí là mình muốn cái dấu thăng này, thậm chí là mình muốn cái dấu thăng này nó thành cái hello world này, cực kỳ dễ nhá. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại GV, mình sẽ bôi lại tất cả về chế độ selection. Các bạn bấm shift V, tức là sau khi mình bôi xong shift shift cái phím ở gần cái dấu end này, dấu hai chấm á. Sau đó mình về normal mode. Normal mode mình sẽ tìm tới cái dấu gọi là dấu lớn hơn này. Cái dấu lớn hơn này các bạn chú ý nhá. Khi mà về cái chữ normal, normal thì mình sẽ lên đầu dòng. Đó, mình lên đầu dòng. Lên đầu dòng xong mình sẽ tìm cái dấu này. Sau đó mình đi sang tay phải một chút, và sau đó mình sẽ là VIT, tức là in park. Đó, và mình bấm phím tranh, tức là mình copy. Copy xong thì mình lại lên đầu dòng, mình lại tìm tới dấu thăng và nhảy đến nó. Sau đó mình VIN, tức là mình select toàn bộ nội dung trong cái dấu double quote, và sau đó mình paste enter. Các bạn thấy không? Cực kỳ ảo diệu luôn. Hello hi Joe. Và nó không khác gì là các bạn đang lập trình á. Đó là cái mình muốn demo về cái cực kỳ powerful mà các bạn không cần phải sử dụng multi-cursor. Thì đương nhiên là multi-cursor thì nó cũng có cái hay của nó. À, chúng ta không cần nói thêm về cái vấn đề. Nhưng mà mình sẽ thấy là Vim nó có những cái cực kỳ hay. Ok, đấy là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ ngày hôm nay. Video cũng khá dài, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và nếu các bạn muốn có những cái tip hoặc các cái trick như này, hãy comment lại dưới video mình để chia sẻ thêm. Vim nó có thể làm được những cái text processing nó cực kỳ hay. Đây các bạn nhé, VIT tức là Select All In Tag. Cái mà rất hay nữa là VI, các bạn chỉ cần đứng ở gần cái ngoặc này thôi, hoặc là đứng ở đây VI như này nó select, hoặc là lên đầu dòng VI như này nó nhảy đến phần gần nhất, VIT nó sẽ nhảy đến cái chỗ mà gần nhất, hoặc là nếu các bạn đang đứng trong nó thì nó hiểu đấy là nó đó, đó trong nó hay nó hiểu nó rồi. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.